Ok, chào lại nha. Vâng, chào Thì anh. nói chung là mình nói lên bổ sung cho chú Phú chỗ này nè. Ok. Bổ sung Cái thôi đi, chỗ không sai thôi. không, cái này là mình lấy chỉ là bổ sung, cái nghĩa là phản biện lại những cái gì mà chú Phú đã nói về nước Mỹ sai. Ok, còn mà ở nước Đức á thì chị không có biết. Nếu không biết thì không nói. Khi mình sống một nước nào á mình biết á thì mình nói, mà mình không không sống á mình không biết, mình nghe chỉ báo đài hay hoặc những cái phỏng vấn những cái người mà nói không đúng thì nghe nói lại thì không đúng, tại vì mình thi chê thích là những lay cái gì phải nói cho sự thật để sao cho đúng, Ở đây để là mà anh Hoàng Nguyên Phòng rất là đúng đây này. Mỗi một đất nước có một nền tư pháp khác nhau, nó dựa trên phong tục tập quán, truyền chính thống dân xác. tộc, văn hóa. Mà vấn đề này mỗi đất nước đều có sự khác biệt. Đúng, chính xác luôn đó. Thì với thầy chơi với nó một cái này, ở Mỹ này hắn có một tự do là tự do trong pháp luật, trong nằm vòng vòng pháp luật, chứ không phải là tự do cái gì mà tự do, có nghĩa là tự anh tự do nhưng điều anh không được phạm pháp đó, như thế đó, chứ không phải mà nó tự do là giống như muốn làm gì làm, nó tự do trong trong cái pháp luật của nó. Anh đã nếu mà anh sống như đất Mỹ anh phải tuân theo những cái luật của Mỹ, thì cũng như ok tất cả những con người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam phải tuân theo cái luật pháp Việt Nam, chứ đâu phải làm càn được đâu, đúng không? Đó thì mỗi cái luật là mỗi khác nhau. Ok, còn mà nói về ở bên Mỹ này mà khi mà ở tù hay là không không có tiền không có luật sư là sai, sai hoàn toàn, tại vì tất cả ở nước nào không biết, ở Mỹ thì chưa biết là nó có luật sư fee, là có nghĩa là trước khi tòa hỏi, trước khi mà tòa hỏi đó, ok mày có luật sư không, mày có tiền không, mày có luật sư không, nếu mày không có tiền không có luật sư tao sẽ cho mày một luật sư, là cái dạng luật sư mà cái dạng mà đang thực tập, như vậy nó đang thực tập là có nghĩa là có bằng, mà những dạng mà chưa ra bằng chính thức mà nhưng đang thực tập, thì là những người đó có quyền tranh cãi cho những người không có tiền đó, hiểu cái đó chưa nè, chứ không phải là không có luật sư, có, nhưng những người mà mới ra trường thì nó yếu kém, mà những người mà dạng luật sư giỏi, nhưng nguy hiểm nó không đó, nó vẫn có luật sư chứ không có, chứ nó không có luật sư là không đúng đó, như thế. Và thứ ba cái mà về bảo hiểm xe nói chỗ Long vậy đó, bên Mỹ bên Việt Nam thì chị em biết, nhưng tất cả các nước không biết, nhưng bên 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 Mỹ này á mua bảo hiểm xe á nó có tới nhiều loại chứ không phải là một loại. Ok, đầu tiên nó hỏi ok mày mua mấy chiều, là có nghĩa là một chiều là chỉ là nếu như mà người ta đụng thi che say thi che á, mà thi che á nó đụng thi che á, thì cái bảo hiểm, cái bảo hiểm của người ta là có người đó đụng á thì người ta đền thi che, mà nếu như thi che mua xe một chiều á mà đụng người ta đó là đầy cái người ta thôi chứ mình không đầy được cái xe của mình. Thứ nhất nghe rõ nè. Thứ hai, cái loại hai chiều là có nghĩa dù anh đụng ai cũng được hết, là cái bảo hiểm của anh nó đền hai chiếc luôn. Hiểu hiểu nói chưa? Có nghĩa là Nghe mua hai chiều là nghĩa là mua xe của anh và mua xe của người ta, là anh đụng ừ. anh lỗi anh phải anh biết, nhưng thằng bảo hiểm của anh trách nhiệm nó phải trả, trách nhiệm nó phải đền. Rồi cái tụi bảo hiểm này tụi bảo hiểm kia nó sẽ làm việc đứa nào có lỗi đó. Và cái lỗi thứ ba, mua xe mà nằm trong xe bốn người hay năm người hay là bao nhiêu người thì giá tiền nó khác nhau, nó không có giống nhau nghe. Ví dụ như ok anh mua xe rẻ tiền, bảo hiểm rẻ tiền, mà anh đụng mà bốn người nằm đó đã bị thương thì anh hoàn toàn trách nhiệm, tại vì anh không có mua bảo hiểm nằm trong người những người bị thương trong xe của anh, và bảo hiểm người trong xe mà anh đụng người ta nằm trong xe người ta, nó nhiều bảo hiểm, nó nhiều lắm chứ không phải là một loại đâu. Ở Việt Nam thì anh biết, thành ra anh phân tích cho rõ ràng chứ đừng có nói mà ồ mua bảo hiểm rồi đụng người ta này kia nọ, nó là sai. Mình phải bảo hiểm bên Mỹ này nó rất là nhiều loại, bảo hiểm nhà cũng vậy, bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, là bảo hiểm của người đó đó, nó đủ loại giá tiền chứ không phải một loại giá tiền đó. Chứ còn mà nói thì ok mình đã nói rồi, ở Mỹ này nó có tự do trong trong vòng pháp luật, chứ không phải mà tự do thích gì mà làm gì làm
đó như thế. Nó rất là phức tạp. Ở Mỹ đi thằng ngoại đi làm nó rất phức tạp. Nhưng kiểu ai mà hiểu được luật đó thì nó sẽ rất là dễ. Mà không hiểu luật đó thì rất là mệt mỏi. À, nói gì biết vậy. Cũng như anh mới qua này, anh mới qua Mỹ á, anh không biết gì hết trơn. Đó, còn nhiều hội, nhiều khi mà tiếng Anh của mình không biết. Mà mới qua Mỹ là dân Việt Nam mình quá ít. Bất cứ đi đâu cũng rất là khổ cực. Cũng vì tiếng Anh. Mà khi mà mình đã học được những cái gì của tiếng Anh rồi, thì nói chung đi ngoại giao được á, thì con người mình rất là thoải mái. Mình có thể là mình tranh cãi được, mình có thể mình nói được. Còn ví dụ như ok, cái thằng Mỹ này có cái một cái là rất là sợ. Cha mẹ có thể tranh cãi là được, mình cãi là được. Hay là bạn bè cãi được, vợ con cãi được. Chứ gặp thằng lực cảnh sát mà không dịnh một cái ha, là không cãi nó được đâu nghe. Nó bắt gì phải làm cái này. Có nghĩa ngồi trên xe này, đó, không đụng đại gì hết. Trước khi nó tới. Mà khi nó tới rồi á, thì nó bắt đưa bằng lái, đưa bảo hiểm, đưa thuế xe. Mà mình nó hắn hỏi mình là cãi. Ủa tao làm gì mày bắt tao này, mày phạt tao. Hắn kêu mày chạy over mà tao đâu có chạy mà kêu mày muốn cãi thì mày cứ ra mà tại ra tòa mày cãi. Mày không được quyền cãi ở đây. Đó mà mình mà cãi lương tao mơ là hắn khóa đầu mình lại. Đó. Là thằng Mỹ vậy đó. Ở đây. Có cái hồi cách đây mười mấy năm về trước. Cũng có một người Việt Nam cũng chạy xe mới qua Mỹ nghe, mới có bằng lái chạy xe thì nó phạm luật, bị cảnh sát gì là nó chạy không à, thì nó cứ nghĩ cái hồ sơ em biết mà Việt Nam cũng gì, ví dụ tới công an cái là cũng có hồ sơ hết, cũng có đút tiền vô là thôi khỏi làm tiết kẹt. Nó cứ nghĩ giống Việt Nam nó đưa tiết kẹt thằng cảnh sát cùng đầu chó liền đó, thấy chưa? Đó là qua Mỹ phải hiểu luật, chứ không hiểu luật là mệt lắm. Đó như thế. Chứ không phải mà đừng nói mày ví dụ chú Phú Lan nó nói gì. Ô thằng Mỹ này, nó xin lỗi. Nay hết, mình không xong mà. Cái gì? Đương nhiên thằng Mỹ nó giàu rồi. Kinh tế nó giàu rồi. Được. Nó sự thật thôi. Đúng không? Cái gì phải sự thật thôi. Chứ không phải là nó nghèo được đâu. Nó giàu chứ không có nghèo đâu. Nhưng điều á, những cái tụi bên nhà ba que này á, nó lấy nó nói là quá trớ, nó không có đúng, nó không đúng sự thật, thành ra ghét là chửi đó thôi. Quý thứ hai nữa đó thì rõ ràng cái đất nước Việt Nam mình rõ ràng thì đó đang phát triển rõ ràng, trừ mình không cần nói chính trị vậy đó, mình thấy cái lãnh đạo của Việt Nam biết cách làm nên cái đất nước giàu mạnh, nhân dân thấy công an việc làm, thấy hạnh phúc, đó rõ ràng thì đó. Chứ còn mà nó xin lỗi chứ trừ á, đúng vì hầu trừ thì chê, vì hầu cũng muốn gì Việt Nam luôn lắm, tại vì sống bên này mười mấy năm cũng chán rồi, tại vì nó không có chút một cái gì mà tình người nhiều giống như ở Việt Nam mình đó. Đó cũng vì công an việc làm đó, cũng chứ không phải mà chứ nó xin lỗi chứ qua Mỹ á, ở đâu cũng vậy thôi. Anh chịu xuyên chịu làm là có tiền thì thôi đó, đó. Thì nó ok thì chia sẻ cho anh chia sẻ vậy đó, cho mà ai muốn lên em ok.